Hai lại hàng đó cho cả nhà nha. Con ông cả nhà này vô bắt ốc cái gòn cả nhà ơi. Con nó đó cả nhà, đây là cả nhà, nó mặt bự cũng lớn lắm cả nhà. Thì bơi một cái nhà đi cùng Trần Thành nha cả nhà. Rồi, để chuẩn bị cho Trần Thành lên mắt nha cả nhà, cái này em thua cả nhà. Rồi, cả nhà cùng đồng hành với Trần Thành nghe cả nhà. Chứ điện thoại quay đi. Mày quay chưa lại? Sao nó không lên màn hình gì vậy? Vậy? Rồi sao? Quay được không? Quay không? Vậy? Hả? Mặt rồi như trái banh vậy nè lại ơi. Vậy chưa ừ cái nhà á cục mặt mấy nghèo ui. Cái này nữa nha. Trời ơi, này. Nó mặt nó hụi cái nhà ơi. Lái vậy nha. Đó. Đó cái nhà. Quá chị khủng cái nhà ơi. Một màu mặt này được cái nhà. Bữa nay nó chọn cái banh vậy. Thích gỡ khỏe. Rồi cắt cái nhà. Cái nhà xem kênh cho subscribe rồi đăng ký kênh nha cả nhà. Đó. Hoặc như chế banh nha nhà ơi. Cái nhà mình có mua xài một ông nguyên chắc ơi cái nhà. Liên hệ cho em cái nhà. Đó. Rồi, em cắt cái nhà đây. Quá gió cả nhà ơi. Gì sao lao quá vậy không có mày
Quá trời phấn rồi nhà ơi. Bỏ cái ngồi xuống dưới rồi cắt ra. Anh với lại anh không ấy. Xuống em trai ơi, quá trời sấy rồi. Lại ơi, đút lại ơi, thôi lại ơi. Rồi, xuống cả nhà ơi, mặt này cả nhà. Thật dữ nha nha. Qua đại luôn cả nhà. Nếu cả nhà thấy hai cho em xin được qua những cái clip sẻ cả nhà. Bắt chùm bà cô với Trần Thành này cả nhà. Chào mọi người cái Trần Thành. Chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà lại những cái video tiếp theo cả nhà. Rồi cả nhà nha, hẹn cả nhà lấy cái clip tiếp theo cả nhà. Quá đại luôn cả nhà. Đó. Cảm ơn xôi cùng Thành Trần luôn nha cả nhà. Đã luôn cả nhà. Cái đó là đẹp cả nhà.